Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông, ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đối đầu nảy lửa trên Biển Đông, tàu sân bay USS của Mỹ đâm chìm tàu Trung Quốc. Thưa quý vị, tàu sân bay USS của Mỹ đã bắt buộc phải đâm một tàu chiến của Trung Quốc vì tội hung hăng, máu chiến, dám chạy với tốc độ cao để cắt mặt khi tàu sân bay của Mỹ đang làm nhiệm vụ cùng các tàu khu trục, tàu tuần duyên trên Biển Đông. Theo các nhà quan sát cho biết, nhận thấy Biển Đông trong suốt mấy tháng vừa qua đang rất dậy sóng, căng thẳng liên tiếp xảy ra, tất cả chỉ do một Trung Quốc gây ra khi Bắc Kinh ngang nhiên liên tiếp cho các tàu chiến, tàu khảo sát, tàu cầu, tàu hải cảnh, tàu khu trục mang tên lửa và mang vũ khí hạng nặng khuấy đảo vùng Biển Đông, làm cho cộng đồng trên toàn thế giới phẫn nộ. Nhận thấy tình hình có vẻ gia tăng căng thẳng, Bộ Quốc phòng và Hải quân của Mỹ đã ngay lập tức có mặt trên Biển Đông để ngăn chặn sự hung hăng của phía Trung Quốc, đánh tan âm mưu độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh. Thưa quý vị, được biết, trước vòng đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lần thứ 13 được nối lại tại Washington vừa qua, Mỹ lại gây áp lực quân sự lên phía Trung Quốc. Một nhóm tàu tác chiến gồm tàu sân bay và các tàu khu trục, tàu đổ bộ, mang trực thăng và mang tên lửa chiến đấu của Mỹ đã hội quân để tiến vào Biển Đông, tuyên bố thực hiện những hành động giữ an ninh và ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Mục đích của Mỹ là răn đe Trung Quốc và gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những hoạt động gây hấn, bắt nạt, cũng như ngang ngược, hổ báo ở Biển Đông ngay lập tức, nếu không Trung Quốc sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Mỹ có tên là New York Times cho biết, Hải quân của Mỹ vừa qua đã thông báo các hạm tàu và máy bay của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan và tàu máy bay của nhóm tác chiến đổ bộ trực thăng USS Buxhoe đã tiến hành cuộc huấn luyện tác chiến ở mức độ cao trên Biển Đông nhằm răn đe Trung Quốc. Cũng theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, quân đội của Mỹ nhấn mạnh các hành động của họ ở khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương là nhằm duy trì sự ổn định và an ninh trong khu vực và sẵn sàng răn đe kẻ thù áp đảo của nhóm tác chiến tàu sân bay và nhóm tác chiến tàu đổ bộ trực thăng nếu như phía Trung Quốc mà ngang nhiên gây hấn cũng như là gây gổ với cả hải quân của Mỹ ở Biển Đông thì phía Trung Quốc sẽ phải trả một cái giá cực nặng. Điển hình gần đây, Mỹ đang cho các tàu sân bay tập trận ở ngoài Biển Đông áp sát các đảo nhân tạo phi pháp của phía Trung Quốc, thì ngay lập tức phía Trung Quốc đã điều các tàu hải cảnh ra để ngăn chặn cũng như là lao vào phi cắt mặt để không cho Mỹ tập trận ở sát các đảo nhân tạo của phía Trung Quốc. Ngay lập tức, tàu khu trục của Mỹ đã đâm chính diện vào một tàu hải cảnh của phía Trung Quốc, theo các nhà quan sát cho biết. Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ là tàu sân bay hiện đại bậc nhất trên thế giới và được quân đội Mỹ triển khai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post đưa tin thì những hoạt động diễn tập quy mô lớn của hai nhóm tàu tác chiến, tàu bay và tàu đổ bộ của Mỹ trên Biển Đông là hành động gây hấn với cả phía Trung Quốc và cũng là hành động gây sức ép về mặt quân sự. Thưa quý vị, theo một chỉ huy quân sự của Mỹ nói, sự hiện diện của tàu sân bay USS Ronald Reagan tạo nền tảng cho sự ổn định và khẳng định quyền tự do đi lại của mọi quốc gia trên Biển Đông. Vài trăm km ngoài khơi phía tây của Philippines, chiến đấu cơ của Mỹ cầm rú trên không. Tàu khu trục tàu sân bay USS Ronald Reagan đang tập trận ở ngoài Biển Đông, vùng biển mà tàu chiến Mỹ và Trung Quốc thường xuyên xuất hiện, tranh giành với nhau. Trung Quốc nhanh chóng phản ứng và các hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu sân bay của Mỹ nhiều lần đã bị tàu của Trung Quốc vây quanh, áp sát, cắt mặt, bám đuổi. Nhưng tàu sân bay của Mỹ vẫn ngang nhiên hoạt động trên vùng Biển Đông, mặc cho các tàu hải cảnh, tàu khu trục của Trung Quốc bám theo. Cuộc rượt đuổi giữa tàu hải cảnh của Trung Quốc với tàu khu trục của Mỹ đã được mô tả như một thước phim hành động của Mỹ trên Biển Đông. Và một hồi sau thì tàu hải cảnh của Trung Quốc chạy cắt mặt tàu khu trục của Mỹ và ngay lập tức tàu khu trục Mỹ đã đâm chính diện vào tàu hải cảnh của Trung Quốc. Ngay lập tức, phía Trung Quốc nhanh chóng phản ứng và cho rất nhiều tàu chiến, tàu khu trục bao vây tàu sân bay của phía Mỹ. Bộ Quốc phòng của Trung Quốc còn lên tiếng phản đối, cáo buộc việc Mỹ tập trận trên vùng Biển Đông, sát các đảo nhân tạo của phía Trung Quốc là hành động gây hấn. Bắc Kinh nói rằng hành động của Mỹ là châm ngòi trong một cuộc chiến tranh trên Biển Đông.
Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ giống như một thành phố thu nhỏ, chở gần 5.000 thuyền viên và 300 máy bay chiến đấu quân sự, cùng rất nhiều hệ thống dàn tên lửa và ngư lôi. Mỹ thể hiện sức mạnh và lập trường của mình tại khu vực Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền một cách trái phép trên Biển Đông, trái với cả Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Đây là lo ngại ngày càng lớn vì Biển Đông là nơi mà có khối lượng thương mại trị giá 5.000 tỷ đô la mỗi năm đi qua. Ngoài vị trí chiến lược với cả thương mại quốc tế, đây là một tuyến hàng hải bận rộn nhộn nhịp nhất trên thế giới. Biển Đông còn là nơi có trữ lượng dầu khí lớn nhất. Vì vậy, Mỹ thường xuyên tập trận trong khu vực, có lúc có sự tham gia của nhiều nước khác để khẳng định quyền tự do hàng hải, cũng như thể hiện sự uy quyền của Mỹ trên Biển Đông, đánh bại Trung Quốc ra ngoài Biển Đông và dập tắt cái tham vọng độc chiếm Biển Đông của phía Trung Quốc. Theo các nhà quan sát cho biết, cách đây độ gần một tháng, Hải quân Mỹ đã kết hợp với các hải quân của các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có 10 nước ASEAN và Việt Nam đã tham gia tập trận tại Biển Đông, một mặt để nâng cao sức chiến đấu của hải quân của Mỹ và các nước trong khu vực khối ASEAN. Ngoài ra, nhiệm vụ còn lại là để răn đe phía Trung Quốc và gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động phi pháp, vô lý trên Biển Đông đi, nếu không hậu quả sẽ là khôn lường. Thưa quý vị, trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ, Trung Quốc ngày càng căng thẳng, ngày càng có nhiều lo ngại về ý đồ của Trung Quốc tại Biển Đông, các động thái của Trung Quốc từ nhiều năm nay như bồi đắp quân sự hóa trái phép các đảo đá, đảo nhân tạo, tuyên bố chủ quyền đường chín đoạn hay còn gọi là con đường lưỡi bò. Cho đến những tháng gần đây, Bắc Kinh đã điều con tàu khảo sát Hải Dương 10 cùng rất nhiều con tàu hộ tống nó như tàu hải cảnh, tàu dân binh, tàu dân phòng, tàu cảnh sát biển mang vũ khí hạng nặng để tiến vào vùng biển thuộc lãnh hải các nước ASEAN, trong đó có Philippines, Malaysia, Brunei. Được biết, bãi đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa và là một trong những đảo đá bị Trung Quốc xây dựng trái phép nhiều nhất, giờ đây đã có kho chứa đạn ngầm, nơi cư trú tên lửa, radar và sân bay. Các đảo đá khác cũng được bồi đắp và xây dựng tương tự. Bắc Kinh luôn miệng nói rằng xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông là để phòng thủ và để bảo vệ. Việc xây dựng nói trên cho thấy Trung Quốc khả năng sẽ tiến hành các chiến lược liên tục, dài hơi và gây áp lực lên các nước láng giềng, thách thức các tuyên bố lãnh hải không phận của họ trong khu vực. Họ cố gắng thiết lập các đường cơ sở quân sự để có thể kiểm soát được Biển Đông. Đang có những lo ngại rằng sức mạnh tăng lên và Trung Quốc sẽ dùng vũ lực để thực thi tuyên bố chủ quyền, chặn các tàu thuyền của các nước khác đi vào vùng lãnh hải thuộc đường lưỡi bò của phía Trung Quốc. Các chỉ huy quân sự của Mỹ luôn nói rằng sự hiện diện của tàu sân bay của Mỹ cũng như tàu khu trục tạo nền tảng cho sự ổn định và khẳng định quyền tự do đi lại của mọi quốc gia trên Biển Đông. Nếu không điều các tàu thuyền và máy bay đi đến bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép, chúng ta đang ngầm chấp nhận là mình không có quyền làm vậy đối với cả Trung Quốc, nhưng Trung Quốc đang ngày càng táo bạo. Một trong những cam kết của Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình khi lên làm lãnh đạo Trung Quốc là đưa Trung Quốc trở thành cường quốc về hàng hải vào năm 2050, là cường quốc số 1 trên thế giới. Năm ngoái, tàu khu trục Trung Quốc cảnh báo xua đuổi tàu sân bay USS của Mỹ. Gần đây nhất, phía Trung Quốc từ chối tàu khu trục, tàu sân bay của Mỹ thăm cảng ở Hồng Kông và thăm cảng ở Đài Loan. Thưa quý vị, cuộc chiến ở Biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc chưa có hồi kết bởi vì dưới thời Tổng thống Donald Trump và bây giờ là Tổng thống Joe Biden, ông đã rất mạnh tay cho vấn đề Biển Đông. Và một trong những minh chứng cụ thể đó chính là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ nói rằng sắp tới, tàu khu trục, tàu sân bay của Mỹ liên tục có những hoạt động dày đặc trên Biển Đông nhằm ngăn chặn những hành động bành trướng của Trung Quốc. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.